Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ô tìm kiếm giống như Google Search, tạo tìm kiếm gợi ý siêu tốc giống như Google Search. Và sau khi các bạn thực hiện theo cái video này thì các bạn sẽ được kết quả giống như mình sẽ demo sớm ở đây. Chúng ta giả sử có cái ô tìm kiếm này thì các bạn gõ tìm kiếm nhé, chẳng hạn Nguyễn này, thì các bạn thấy là một cái danh sách gợi ý tìm kiếm trả về cho các bạn ở đây. Và khi các bạn tìm kiếm được tên học sinh thì cái hàng mà chứa cái tên đó sẽ được đổ màu nền là màu vàng và phông chữ được tô đậm, và nó sẽ kết xuất cái tên của học sinh đó tương ứng ra phần phía này, tương ứng với ngày tháng năm sinh các cái môn toán văn anh. Đấy, giả sử mình xóa cái tên này, mình tìm cái tên là Vân Đỗ chẳng hạn, ví dụ như mình tìm bạn này thì các bạn thấy này. Đấy, bây giờ mình tìm bạn khác nhé. Lưu Đức Nghĩa, các bạn xem tương ứng ở đây kết quả này. Lê Lê Công Nguyên, các bạn thấy là tương ứng với các điểm toán văn anh và ngày tháng năm sinh, và cái phần cái bảng danh sách học sinh này sẽ được đổ màu nền tại cái hàng có kết quả mà chúng ta tìm được là màu vàng. Và bây giờ thì mình cùng các bạn sẽ cùng nhau bắt đầu. Mình sẽ tắt cái này đi. Giả sử mình có một cái danh sách bảng điểm của một lớp học sinh ở đây. Đây là cái bảng danh sách và mình muốn tạo một cái ô tìm kiếm gợi ý siêu tốc giống như Google Search. Thì để thực hiện được cái ô tìm kiếm siêu tốc như thế thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo chỗ này có ba cái cột. Cột đầu tiên sẽ là cái cột Search nhé. Cột thứ hai là cái cột tần số và cột thứ ba là cột trả về kết quả Result. Đấy. Và ở đây thì mình sẽ chọn xuống dưới cùng để kẻ đường viền. Tiếp theo là cái kết quả mà trả về thì mình cũng lấy mẫu này. Đây là cái phần mà chúng ta sẽ kết xuất. Và ở chỗ này mình sẽ cho cái màu nền là màu vàng. Đấy. Toán văn anh, thiếu cái phần anh này nữa. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ một cái combo box. Để vẽ được cái combo box thì các bạn sẽ vào cái tab developer. Nếu như máy Excel của các bạn chưa có cái tab này thì các bạn thực hiện vào file, vào option và các bạn vào customize ribbon và các bạn tích vào developer đó, các bạn bấm ok là chúng ta có cái phần developer ở đây. Tiếp theo các bạn vào cái phần insert và vẽ một cái combo box ở đây. Combo box thì các bạn có thể chọn ở phía dưới này và các bạn bấm chuột phải vào cái combo box này, chọn property. Ở cái phần link cell thì chúng ta muốn link đến cái ô G2 là ô này nhé, thì các bạn chỗ này chúng ta sẽ gõ là G2. Đấy, các bạn thấy ô G2, các bạn đóng lại, nghĩa là gì, khi các bạn gõ cái chữ ở đây thì cái ô G2 này nó sẽ xuất hiện ở đây. Để chúng ta kiểm tra, các bạn tắt cái chế độ Design Mode và các bạn gõ chẳng hạn thì các bạn thấy là cái chữ ở cái ô combo box này nó sẽ link với cái ô G2, và cái combo box này có ký tự gì thì ở cái ô G2 nó sẽ có đầy đủ ký tự như vậy mà các bạn nhập vào. Gõ hoài
này, an chẳng hạn đấy. Và cái cột search này thì chúng ta sẽ thực hiện công thức là tìm cái OG2 này và so sánh với cột B. Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng công thức là bằng search file text là cái OG2 này. Các bạn bấm F4 để cố định. Tiếp theo within text đấy là cái phần cột B này, các bạn chọn bắt đầu từ B2 và các bạn giữ phím Ctrl Shift và xuống dưới để nó chọn hết danh sách cái cột B này. Đấy. Các bạn cũng bấm phím F4 để cố định cái cột B này. Tiếp theo, cái phần Start 5 là cái ký tự đầu tiên, 1 để tìm kiếm. Chúng ta Enter. Ở đây nó sẽ là có cái giá trị là value. Đấy, là nó chưa tìm thấy cái giá trị này, nó không đúng với cái OG2 cho nên kết quả trả về là value. Và bây giờ các bạn kích đúp vào cái ô search này. Đấy, thì các bạn thấy là cái ô này nó đã tìm kiếm thấy là 1 này. Giả sử mình tìm kiếm một ký tự khác nhé, chẳng hạn Nguyễn này. Đấy, thì các bạn thấy là ở những ô này có vần ngờ đấy thì nó sẽ có kết quả. Và nếu như chúng ta gõ hẳn chữ Nguyễn thì các bạn thấy đây, cái ô này có giá trị là Nguyễn. Mình phóng to nhé, các bạn dễ nhìn này. Đấy, phóng to thì các bạn sẽ dễ nhìn. Như vậy cái hàm search này chúng ta đã tìm được cái giá trị của OG2 nó có và cái trùng khớp với cái ô B2 tương ứng với đây là B3, B4. Đấy. Và bây giờ mình muốn chuyển cái mình có một cái hàm để kiểm tra xem đây là giá trị số có phải số hay không, thì mình sẽ sửa cái công thức này. Đó là các bạn sẽ sử dụng enumber để kiểm tra xem nó có phải là số hay không. Đấy, và các bạn đóng ngoặc lại. Các bạn enter. Như vậy cái ô nào trả về kết quả là số thì nó sẽ là true, ngược lại là false. Chúng ta kích đúp, đấy, các bạn thấy true fail. Bây giờ chúng ta chuyển từ true và fail này thành giá trị 0 và 1 thì các bạn tiếp tục sửa cái cột sửa công thức này. Các bạn chỉ cần thêm hai cái dấu trừ phía đằng trước và các bạn bấm enter là nó sẽ trả về 0 và 1 thay vì là true false. Các bạn kích đúp, đấy, như vậy là chúng ta đã xong. Đấy, các bạn thử tìm. Đấy, võ chẳng hạn, và các bạn thấy này. Đấy, các bạn thấy là kết quả nó trả về. Tiếp theo cái cột tần suất này thì mình sẽ đếm xem là lần lượt có bao nhiêu cái giá trị trùng khớp với cái OG2 này. Đấy, thì để sử dụng cái tần suất này, tần số xuất hiện này, thì các bạn sẽ sử dụng công thức là bằng if nhé. Bằng if. Giá trị điều kiện đầu tiên đó là cái ô này mà bằng 1 phải. Tiếp theo là chúng ta sẽ cái giá trị value if true là giá trị mà đúng thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm cao cao if cao if là hàm đếm có điều kiện nhé. Đếm từ cái OG2. Các bạn bấm phím F4. Tiếp tục bấm phím F2 để sửa công thức. Và 2 chấm. Cho đến cái cột G2 thì các bạn ký tự đô, đô la và G2. Chấm phải. Điều kiện để đếm thì điều kiện là bằng 1 nhé. Điều kiện
ô này, ô nào là một thì nó sẽ đếm. Các bạn đóng công thức lại. Và cái giá trị value if fail này thì nếu như không phải là một thì sẽ trả về là ký tự trống. Thì các bạn có hai dấu nháy kép này, đóng ngoặc, các bạn enter. Và bây giờ các bạn kích đúp để nó sao chép công thức. Đấy, thì các bạn thấy cái cột tần số này nó sẽ đếm 1, 2. Chỗ nào là 1 thì nó sẽ đếm tăng dần. Đấy, đây là cái cột tần số. Đấy, tiếp theo giả sử mình sẽ sửa này. Ví dụ là L này, thì các bạn thấy này, đây nó sẽ đếm này. Đấy. T này chẳng hạn. Đấy, thì các bạn thấy này, những ô nào mà nó có ký tự là T thì nó sẽ đếm này. Kết quả là 1 này. Và cái tần số xuất hiện tương ứng ở đây. Và cái cột result này là kết quả. Thì cái cột này mình sẽ đưa các cái tần số mà giá trị dò tìm được sẽ đưa sang cái cột result này kết quả. Và thay vì bằng số là sẽ kết quả là tên của học sinh đưa vào cái cột result này. Thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là bằng index nha. Cái phần array thì chính là cái phần cột B này. Các bạn chọn toàn bộ cột B. Và các bạn cố định cái cột B này, F4, cố định giá trị. Chấm phải. Tiếp theo là round num. Round num thì các bạn sẽ sử dụng hàm mat. Cái tương ứng với các cái tần số ở đây thì mình sẽ sử dụng là rounds. Rounds cái array là cái cột hát này. Và các bạn cũng cố định. Xin lỗi các bạn nhé, chỗ này cái phần round này, array nó chính là cái từ cái ô H2 cho đến H2. Thì mình sẽ sử dụng là H2 này và cái chỗ này H2 nhá. Đấy. Tiếp theo cái giá trị lookup array thì nó mới là cái cột H này. Mình chọn toàn bộ cột H. Và các bạn cũng bấm phím F4 để cố định. Chấm phải. Giá trị mà chúng ta tìm là chính xác cho nên không. Các bạn đóng ngoặc cái hàm index nữa, các bạn enter. Chúng ta thừa một cái dấu đóng ngoặc. Đó, thì các bạn bấm yết để nó sửa cái công thức cho các bạn luôn. Đây. Công thức của chúng ta sẽ là như thế này. Đấy. Giá trị đầu tiên là cái bảng cái cột B và cái phần round num này. Nó chính là mình sử dụng cái hàm mat round và từ ô H2 cho đến H2. Và cái này là cái lookup array thì chính là cái cột tần số và giá trị mà chúng ta tìm là chính xác. Cho nên các bạn bấm enter nhé. Đây là nó có hai cái dấu ngoặc này này là đủ công thức, các bạn bấm enter. Tiếp theo thì bạn kích đúp chuột vào đây là nó sẽ đưa về kết quả. Đấy, ví dụ như các bạn tìm kiếm nhé, chẳng hạn như là Nguyễn đi. Đấy, các bạn thấy này, nếu như mà mình chỉ tìm mỗi là Nguyễn ấy, thì những học sinh nào có tên là Nguyễn thì kết quả nó sẽ xuất hiện ở đây. Ở phía dưới này chúng ta có cái lỗi là not available, thì để bỏ cái lỗi này thì chúng ta rất là dễ thôi. Các bạn tiếp tục sửa cái công thức này là các bạn chỉ cần thêm vào cái phía đầu này if error này. Đấy. Và các bạn chỗ này chấm phải. Nếu là lỗi thì chúng ta chỉ cần điền cái ký tự khoảng không này. Đấy. Đóng ngoặc lại enter là nó sẽ bỏ được cái lỗi này. Các bạn sao chép lại công thức kích đúp vào đây. Đấy thì nó sẽ bỏ cái lỗi này.
Tiếp theo thì bây giờ khi mà chúng ta được giá trị mà các cái chúng ta đã lọc được, bây giờ mình sẽ sử dụng cái kết quả này đưa vào một mảng, và cái mảng này sẽ được gắn với cái combo box này thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Thì để mà chúng ta đưa vào một mảng thì chúng ta sẽ tạm thời sử dụng một cái công thức ở cái ô này, bằng đầu tiên là kết quả ở đây bắt đầu từ ô Y2 cố định cho đến Y2 này cố định này cho đến index nhé. Cái phần array này chính là cái cột y, các bạn sẽ chọn toàn bộ cái cột y này. Đấy. Và các bạn cũng cố định, bấm phím F4 chấm phải. Tiếp theo là round num này thì các bạn sử dụng cái hàm cao ít. Cái range này là cái cột y này, từ y2 cho đến y45, các bạn chọn toàn bộ cột y này và bấm phím F4 cố định chấm phải. Cái điều kiện để mà nó đếm chính là cái ô nào mà có ký tự thì nó đếm, còn cái ô nào mà không có ký tự thì nó sẽ không đếm. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng là dấu nháy kép này, dấu chấm hỏi và ký tự là sao bắt đầu. Đấy, và các bạn đóng ngoặc và các bạn tiếp tục đóng ngoặc enter. Đấy, thì các bạn thấy là nó sẽ tương ứng với chỗ này này, nó là dùng trùng với Nguyễn Trọng Hoàng. Tiếp theo thì đây mới chỉ là cái công thức thôi, thì chúng ta muốn đưa toàn bộ cái mảng này vào cái combo box này thì các bạn cần copy cái công thức này nhá, và các bạn đưa sang cái phần formula, các bạn đi vào cái phần name manager và các bạn tạo cho nó một cái công thức. Ví dụ như mình sẽ đặt cái tên này là tìm kiếm chẳng hạn. Ở cái refer to thì các bạn xóa cái này và các bạn dán cái công thức mà khi nãy các bạn copy được. Các bạn bấm OK và các bạn đóng lại. Tiếp theo thì các bạn đưa sang cái tab developer và bật cái chế độ design mode, tích vào đây, bấm chuột phải và chọn property. Ở cái phần list fill range thì chính là cái công thức mà nãy các bạn đặt tên, đó là tìm kiếm. Đấy. Tiếp theo thì cái phần match and child này thì các bạn sẽ lựa chọn là match and child none. Đấy. Và các bạn có thể điều chỉnh cái phông chữ ở cái combo box này, thì các bạn vào phần phông ở đây, các bạn chọn kiểu phông chữ này, mình chọn cỡ chữ là 14 cho nó to này, các bạn đóng này, thoát cái chế độ design mode này. Bây giờ nhá, các bạn gõ này chẳng hạn nhá, các bạn sẽ gõ là võ chẳng hạn. Đấy, Võ Hoài An này. Đấy, thì các bạn thấy là cái kết quả này nó sẽ được tìm thấy ở đây. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta bấm tìm kiếm mà mình không bấm vào cái chỗ sổ xuống này thì nó sẽ không hiện cái kết quả gợi ý. Bây giờ để mà có cái sổ xuống, cái bảng danh sách này gợi ý tìm kiếm thì các bạn rất đơn giản, các bạn bật cái chế độ Design Mode và kích đúp vào cái combo box này. Các bạn chỗ này chỉ cần thêm cái dòng combo box 1.dropdown. Các bạn enter và các bạn chỉ việc tắt đi, thoát nhá. Và bây giờ khi các bạn tìm kiếm ở đây này thì nó sẽ tự động sổ xuống gợi ý tìm kiếm như thế này, chẳng hạn Nguyễn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà cái kết quả mà chúng ta tìm được thì cái phần cái bảng danh sách học sinh này nó sẽ được fill màu nền
là màu vàng và cái phông chữ nó sẽ được bôi đậm. Thì để làm được như vậy thì các bạn sẽ chuyển qua cái phần thẻ home này. Đấy, các bạn đưa cái con sỏ chuột sang cái ô bên ngoài này và các bạn tích vào cái phần condition formatting và các bạn chọn vào cái phần manager rule và các bạn thêm một cái nguyên tắc mới này. Các bạn chọn cái dưới cùng này và chỗ này nhá thì chúng ta bắt đầu bằng nếu như mà cái cột B2 này, cái cột B này nó sẽ trùng với kết quả ở cái ô G2 này thì sẽ được bôi màu vàng. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ B2. Các bạn chỉ cần lấy cái cột B thôi, cho nên các bạn bỏ cái ký tự ở hàng đô la. Đấy, mà bằng với cái kết quả là ô G2 này. Đấy. Cố định nhá. Thì chúng ta sẽ định dạng. Đầu tiên là mình sẽ định dạng là cái phông chữ được bôi đậm. Tiếp theo là nó sẽ fill màu nền là màu vàng. Bấm OK. Và bấm OK. Cái vùng mà nó sẽ áp dụng để nó format này sẽ bắt đầu là từ B2 này cho đến cái cột F nha. Các bạn kéo hết xuống phía dưới. Các bạn giữ Ctrl Shift và xuống dưới. Đấy. Các bạn bấm Apply. OK. Và các bạn sẽ kiểm tra kết quả ở đây. Đấy. Khi mà cái tên này này nó trùng ở đây thì cái phần này nó sẽ được chọn cái màu. Và mình nếu như mà các bạn muốn nó áp dụng cho cả cái cột số thứ tự thì các bạn chỉnh sửa lại nhé. Vào cái phần Condition Formatting và phần quản lý. Và các bạn ở chỗ này các bạn chọn là Edit Worksheet. Ở chỗ này các bạn chọn Edit này. Bắt đầu từ B2 này. Đấy, B2 ở đây. Mà nó trùng với cái giá trị ở cái ô G2. Đấy. Thì chúng ta bấm Format này. Bấm OK này. Đấy, đúng công thức. OK. Và giá trị áp dụng là đúng rồi. Apply. Bấm OK. Đấy, chúng ta kiểm tra lại. Đấy, đúng nhá. Cái ba cái cột này mình có thể ẩn nó đi. Và cái ô này thì mình đã copy được pi được cái công thức đưa vào cái combo box rồi, cho nên mình xóa cái này luôn. Đấy. Mình sẽ tìm kiếm một tên mới. Chẳng hạn cái tên này. Và các bạn thấy này. Kết quả đúng. Bây giờ mình muốn là khi mà tìm được cái kết quả đúng rồi ấy, thì cái tương ứng với ngày sinh của học sinh này sẽ là xuất hiện ở đây và các cái điểm của các bộ ba môn toán văn anh. Để sử dụng kết xuất ra thì chúng ta sử dụng cái hàm VLOOKUP thôi. VLOOKUP là cái giá trị lookup value, nó là cái giá trị này. Đấy, cố định F4 chấm phẩy bảng mà chúng ta dò tìm thì cái bảng này các bạn buộc phải là bắt đầu từ cột B. Nếu các bạn chọn cột A thì nó sẽ bị lỗi bởi vì cái giá trị mà chúng ta đang dò tìm là nó bắt đầu từ cột B, cho nên bạn buộc phải chọn bắt đầu từ B2 và chọn hết cái phần bảng này. Ctrl Shift và mũi tên xuống dưới. OK. Các bạn cũng cố định cái bảng này F4 chấm phẩy. Cái cột mà chúng ta muốn điền vào đây nó là cái cột ngày sinh thì nó là cái cột thứ hai đây, cột 2 thì chúng ta chọn 2 này và chấm phẩy. Tìm chính xác thì các bạn điền 0 và đóng ngoặc Enter. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái ngày sinh ở đây. Chỗ này mình chỉ việc copy cái công thức này, nó sẽ tìm được toán văn anh. Đấy. Mình sẽ định dạng. Tuy nhiên cái phần toán này thì chúng ta đang tìm là ở cái cột 2. Đấy, cột index 5 này. Thì bây giờ cái cột toán này nó sẽ là cột 3 nhé. Thì các bạn chỉ cần sửa 3, Enter. Và tương tự cái này sẽ là cột số 4, Enter.
Và cột này sẽ là cột thứ 5. Enter. Đấy thì các bạn thấy này, đây ba môn toán, văn, anh. Bây giờ chúng ta tìm kiếm một tên khác nhé. Chẳng hạn tìm kiếm cái Lưu Đức Nghĩa chẳng hạn. Tương ứng với toán, văn, anh 188 các bạn thử. Đây 188 nhé. Rồi. Ở cái ô combo box tìm kiếm này, các bạn nhìn thấy nó là lỗi phông chữ. Thì đương nhiên rồi, cái macro nó không chấp nhận ký tự tiếng Việt. Mà cái ô này thì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã tìm được đúng cái học sinh như mong muốn. Bây giờ mình tiếp tục tìm nhé. Họ Từ đi, Từ Khương Tân. Thì các bạn thấy đây, kết quả trả về ngày tháng năm sinh đây. Và điểm 3 môn 776. Ok nhé, 776. Đấy, bây giờ mình tìm một tên khác chẳng hạn. Huỳnh đi, Huỳnh Tấn Thành đi. Đấy thì các bạn thấy này, ngày tháng năm sinh đúng. Toán, văn, anh 3 môn đúng nhá. Rất là hay. Trần đi. Đấy các bạn thấy này, kết quả trả về. Đấy, rất là hay. Nếu như các bạn trong quá trình thực hiện ấy, mà cái combo box này nó bị lỗi ấy, nó không sổ xuống như này, thì cách khắc phục rất là dễ. Các bạn chỉ việc xóa cái combo box này đi mà thôi. Bạn vào cái phần developer, các bạn xóa cái này đi. Trước khi xóa thì các bạn bấm chuột phải, chọn property và xem cái phần linked cell và cái phần list fill range này nó là gì. Ở đây là G2 và tìm kiếm. Và cái giá trị mat and child này thì các bạn chọn là none. Đấy, ở cái phần property thuộc tính của combo box này thì các bạn chỉ cần lưu ý ba cái giá trị. Một là cái phần linked cell và list fill range. Và cái phần mat and child, nếu như các bạn muốn màu mè nữa thì sẽ là cái phần phông này. Đấy, các bạn có thể chọn color màu. Đấy, màu tìm kiếm rất là dễ. Bây giờ nhá, nếu như mà cái combo box này bị lỗi thì các bạn xóa đi. Các bạn chỉ cần việc chèn lại combo box này, các bạn vẽ lại và cũng bấm chuột phải. Các bạn nhớ giá trị rồi, linked cell là cái phần G2 và cái chỗ này nó là một cái hàm công thức mà các bạn đặt tên. Mình đặt là tìm kiếm. Tiếp theo ở cái phần mat and child này, các bạn chọn là none. Đấy, ok. Cái phông chữ thì các bạn có thể tùy chỉnh thêm. Đấy, và các bạn thoát cái chế độ này và các bạn bấm tìm kiếm ở đây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, các bạn thấy này, Nguyễn Trọng An này. Đấy, Nguyễn Cao Trí này, các bạn thấy này. Ok, trong quá trình các bạn thực hiện theo cái video này, nếu có chỗ nào vướng mắc thì các bạn hãy comment bình luận phía dưới. Chúc các bạn thành công.